Rồi, à, Trì bữa nay qua chơi với Chay nè cô chú ơi. Biêu kêu nhà. Biêu nhà, biêu cửa. Sao mặc quần rồi. À, Trì qua gõ cửa, bây giờ hiện tại là 2 giờ chiều rồi. À, Trì sáng giờ làm gì hả Trì? À, Trì từ ngày được ở nhà với mẹ nè. Mùa hè thì mẹ nó còn chở nó đi đây đi đó được chứ còn mà. Oh really? More. Sao con? Cái này á hả? Cái này không cắt được con, cái này sao cắt được? Con kiếm đi, con tìm ở dưới đất coi có không? À con cần cái này á hả? Con cần một cái mảnh vuông này hả? Trời ơi nó cần một cái mảnh vuông, nó kêu tôi lấy cắt cái kia. Đi kiếm đi. Ok. Trời đất ơi, nó hỏi mẹ ơi, mẹ có thể cắt ra cho con được không? Nó lấy cái hình bốn cái hình bự này, nó kêu tôi cắt thành cái hình nhỏ về để nó lắp lắp lên đây có được không? I give her some daddy. Okay. Audrey, lên ăn pizza. Audrey, come up here. You want some pizza? You want some chips? Audrey. Chơi mời cô chú ăn đi con. Mời cô chú. I'm a bed. I'm a kid. A bed. What happened? Oh, có cá sườn. Audrey, you hungry for some pizza? I'm so good. She doesn't want to eat. She would have set up on a chair if she wants. Okay. Jump. Ngon quá lắm. Mẹ chào con. Mẹ chào con. Con chào mẹ, con chào cô chú. Ông bà. Rồi, con đang làm gì á? Con đang chơi. Hồi sáng giờ có ai qua nhà chơi? Audrey hả? Trời đất ơi cô chú ơi, bữa nay Audrey qua nhà chơi hả? Lâu lắm luôn á, là Audrey chơi từ Audrey qua nhà đây chơi chắc cỡ chừng hả 5 tiếng đồng hồ luôn á. Lần đầu tiên mà Audrey chơi với con lâu vậy luôn chơi ha. Dạ. Con có vui không con? Dạ. Ừ. Đó, phòng đồ chơi của nó đó. Không cần biết tôi dọn bao nhiêu lần, chỉ cần một tiếng đồng hồ sau là cái phòng nó sẽ y chang như vậy, nên tôi sẽ không bao giờ tôi dọn nữa. Ngọc với ba nó ăn rồi cứ dọn miết mà cứ đổ ra, mỗi lần nó đổ cái ao ra. Chay cái quần con nằm dưới cái giường này chay nha, lại kéo quần lên coi gì vậy. Đâu có, mẹ kêu cái quần ở dưới cái giường chứ mẹ đâu có kêu con kéo cái quần này lên. hồi nãy con rủ A Trì đi đâu? Đi đâu với mình? Florida. Florida đúng rồi. Mà A Trì có đi không? Không mẹ. Sao vậy? Tại sao? Tại sao A Trì không đi con? Sao A Trì không đi con? Ôi mẹ xin lỗi. À sắp mấy em cá nằm đây phải không? Đâu nó vậy đó, còn qua hang là nó sắp nguyên một vàng luôn ha. Rồi bữa nay cái nó destroy, nó phá cái vàng đó rồi. Bây giờ sắp cái vàng này nó nghe nè. Cái con nó tên gì á? Ồ cái con nó giơ tay lên vậy hả con? Con nó tên gì vậy con? Trời nóng vô cho đẹp, cho phong cách. Ra Trì qua chơi mà Ngọc cũng lên mất công làm việc với Ngọc cũng mệt quá nên thôi không có quay cho cô chú coi hay chơi ha. Dạ. Để cho hai đứa nó chơi cho thoải mái. Dạ, pajamas. Mà tại tối nay là cái ngày Super Bowl ở Mỹ nên là mẹ A Trì qua dẫn A Trì về để đi qua nhà cậu của A Trì để coi Super Bowl chung, chứ không phải là A Trì mà chưa rước nó là nó ở đây chơi tới tối luôn. Hay ghê, sao nay A Trì ở chơi đây lâu dữ ta. Mà chơi là không có gây lộn nhưng mà ít nè, không có tới nỗi mà quýnh lộn hay là ấy nhiều. Ồ xe đó xe gì con? Xe đó xe gì con?
Sẽ giờ phải xe police, xe cấp cứu. Đúng rồi. No, cấp. Không phải vô, không phải là vú, không phải cấp cứu. Không. Xe chị đi. Cứu. Ôi trời ơi, tôi thấy là xe cấp cứu, cái đó nói xe cấp cấp vú. Chị lên. Chị đi. Cấp cứu. Cứu. Đúng rồi. Đúng rồi. Cấp cứu. Bye ba. Chạy đi, đã đi. Chạy đi, chị sẽ say something. Hả? Không có nói ba phải không? Giờ gì cũng không được nói nha. She said that she loves you. Right. Xe này là xe gì? Cấp gì? Cấp gì? Mẹ nói xe cấp gì? Không phải cấp vú, cấp cứu. Cứu. Đúng rồi. Rồi con biết nói hả? Bị mẹ chỉ con nói. Mà đâu có chuyện gì mà con biết đâu. Phải mẹ chỉ với ba chỉ con mới biết chứ trên đời này đâu có chuyện gì mà mẹ với ba không chỉ mà con biết đâu, đúng không? Mặc đồ là cũng mẹ với ba chỉ con mới biết nè. Ăn cũng mẹ với ba chỉ con mới biết ăn nè, đúng không? Bởi vì cái gì con cũng phải học hỏi, hiểu không? Luôn luôn mình mở rộng để học hỏi chứ không có giới hạn. Xe cấp gì? Xe cấp gì? Xe cấp. Cấp gì? Here. Xe cấp gì? Xe cấp. Cứu. Xe cấp. Cấp gì? Cấp gì? Cấp cứu. Cấp cứu. Đúng rồi. Giống như là con nghe nè, con nghe chữ cô chú. Cô chú. Cấp cứu. Cấp cứu. Đúng rồi, xe cấp cứu. Xe cấp cứu. Đúng rồi, chứ không phải là xe công an nghe chưa? Xe đó không phải của công an. Xe an. Xe công an. Xe công an. Công an là police đó con. Chút nữa con coi số bồ bô không? Trời ơi, mẹ thích cái bài này lắm nè, chay nè. Ôi, mẹ thích bài này lắm. No, just put it down. Mẹ, mẹ ơi, bỏ mẹ, xuống. Mẹ bỏ xuống. Cho con chơi. Cho con chơi. Đúng rồi. À! Trời ơi, con làm cầu tuột, cho mơ mây tuột á hả? Hay vậy ta? Vừa bị chê mát đâu rồi? Over my... Hử? Ồ, pyjamas nè. Pyjamas bye bye nè. Cái này tên là outlet. Cái này tên là keiko. Cái này tên là gernalu. Hôm qua mình coi phim hoạt hình gì? Merida. Merida. Merida, biến mẹ của Merida thành con gì? Con gì? No, no. Merida xin phù thủy biến mẹ của Merida thành con gì? Con. Mommy move. Con. Mẹ nhìn nè. Mà Merida biến mẹ của mình thành con gì? Con. Con gấu. Gấu. Con nói đi, con gấu. That's mommy. Con gấu. Con nói nè, gấu mẹ vĩ đại. Lớn lên. Gấu mẹ vĩ đại, đúng rồi. Con mẹ, chay mẹ có phải là con gấu không chay? Mẹ có phải là con gấu không? Dạ. Dạ không hả? Mẹ là con gì? Con dây gì? Con gì? Bình chay đi. Bình chay đi vậy? Mơ mây này tên gì đây? Ariel. Gì Ariel? Không, tên này tên gì? George. Siba Chao. Siba Chu. Siba Chu. Siba Chu. Siba Chu. Siba Chu vậy? Ui giang chay nè. Cho cô chú coi đi. Con nói là cô chú ơi. Con nói cô chú ơi. Hết dịch con về.
trong vậy. Thôi đi cô chú ơi. Cô chú ơi. Hết dịch con về. Nói hết dịch con về. Wow. They're kissing together. Trời ơi, hai người hôn nhau hả con? Con ơi, hai người hôn nhau. Hai người hôn nhau. Hai người hôn nhau. Con cho cô chú ơi, hết dịch con về. Hết dịch con về. Việt Nam chơi. Việt Nam chơi. Nha. I just spilled it.